các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và hôm nay Khẩu vị ngôi sao sẽ chào đón đến đây một nữ diễn viên được quý vị khán giả yêu thích từ khi cô ấy còn là một sao nhí, và đến nay cô ấy đã trở thành một nữ diễn viên xinh đẹp trên mảng Việt. Xin chào đón nữ diễn viên Lê Tam Triều Dân. Hello em. Hello chị. Khẩu vị ngôi sao. Dạ. Chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Khẩu vị ngôi sao. Mình là Tam Triều Dân và ở trong mà nghe chị giới thiệu là từ sau nhí xong rồi lên thành nữ diễn xinh đẹp rồi, em ngại quá trời ngại. Ngại quá ha. Bây giờ mời em về phòng khách của chương trình mình tiếp tục bàn nhau về cái ngại đó ha. Ok chị. Dạ. Mời em. Rồi. Chào mừng em đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Một cái câu hỏi mà chị muốn hỏi ngay em, bí kíp nào để mà dậy thì thành công được như em? Như người ta hay nói là ăn cái gì đó, uống cái gì để mà dậy thì thành công đó. Em là cứ đưa đồ ăn là em ăn rồi. Ăn cái gì nè? Dĩ nhiên là ăn cơm nhà em nấu rồi. Ăn cơm chị em nấu. Ăn cơm chị em nấu. Dạ, toàn là đồ nhà làm thôi. Vậy là bí kíp dậy thì thành công là phải ăn uống những cái đồ ăn thức uống do người thân mình làm. Dạ, bằng tất cả đúng tình rồi. Yêu thương bằng đúng tình không? Yêu thương. Đúng rồi. Thì mình sẽ an toàn hơn nè, sạch sẽ hơn, đảm bảo dạ, hơn. Đúng, đúng. Nhưng mà riêng cái công việc của em nè, rồi học tập nè thì cũng rất là nhiều thứ phải lo. Thì em sắp xếp như thế nào để mà vừa hoàn thành việc học? Tại vì hiện tại em cũng đang học đúng không? Dạ, rồi đúng cũng rồi. Tham gia phim. Trong cái thời điểm này thì thật ra là em cũng ít tham gia phim ảnh lại. Và cũng chủ yếu là dành thời gian cho cái việc học của mình. Tại vì do là quá trình vừa học vừa làm thành ra hơi gián đoạn một tí. Bây giờ đến đây thì mình không phải nấu ăn đâu. Nên mình sẽ được hai fan hâm mộ đến đây để nấu cho mình ăn. Wow. Vậy là cũng giống như em ở nhà. Thay vì chị nấu thì bây giờ sẽ có fan hâm mộ nấu. Nhưng mà trước khi chào đón hai bạn fan hâm mộ ra đây thì em order giúp chị hai món ăn mà em muốn được thưởng thức trong ngày hôm nay. Viết ra giấy giúp chị nha và mình giữ bí mật. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đặt hai món ăn ở đây nha. Wow. Sang quá, xịn quá. Xịn quá. Tới đây nói chuyện trò chuyện vui vẻ xong mình ngồi nói chuyện hồi có đồ ăn ra. Đúng, đúng, đơn giản. Chứ mình chỉ cần ngồi là mình mang về được luôn. Mang về được, em thấy chương trình không? Rất yêu thương em, bây giờ chỉ cần ngồi khoanh tay đợi đồ ăn lên. Nhưng mà trước khi đợi đồ ăn, bây giờ chào đón hai bạn fan hâm mộ. Xin mời bạn Quốc Phong và bạn Tài Đức. Hello, chào hai bạn. Trời, trời. Sao? Chào hai bạn, bà giới thiệu một chút xíu về mình nha. Xin chào hai chị và chào tất cả các bạn đang xem chương trình Khẩu vị ngôi sao. Mình tên là Lê Quốc Phong và công việc hiện tại của mình là chụp ảnh và tư vấn viên làm đẹp cho spa của anh mình. Vừa chụp ảnh vừa làm đẹp, khá là đa tài đúng không? Lại có một ngoại hình rất là đẹp trai. Bạn giới thiệu một chút xíu về mình nha. Chào hai chị và các bạn, thì mình là Tài Đức mà mình đang làm về lĩnh vực là visual merchandising và ngoài ra mình làm người mẫu tự do. Là mình dịch ra tiếng Việt chút được không? Là cái nét pha trộn với stylist và gần như là trưng bày sản phẩm luôn. Từ chắc là từ chuyên ngành. Chuyên ngành cho chị nên hơi khó hiểu đúng không? Dạ. Rồi bây giờ bắt tay vô luôn nè. Để mà giành quyền chọn một trong hai món ăn mà Triều Dân đã ghi ra ở đây, Thu xin che giấu. Đó, mình phải vượt qua hai câu trả lời kèm một thử thách để lật mở ba từ khóa trên màn hình liên quan tới Triều Dân. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được lật mở một từ khóa và cứ thế ai mở được nhiều hơn thì sẽ giành quyền chọn một trong hai món ăn mà Triều Dân đã order ở đây. Rồi, bây giờ câu hỏi đầu tiên các bạn có 10 giây để trả lời. Mời hai bạn cầm bảng lên và kết thúc 10 giây hai bạn xoay bảng ra ngoài nha. Câu hỏi đầu tiên là vải thiều Lục Ngạn là đặc sản của tỉnh nào? 5 4 3 đoán đại đi. 2 không bạn có kết quả 1, là gì à? Hết giờ, mời hai bạn xoay bảng ra. Ui, chung chắc. Đáp án là Tây Ninh. Lạng Sơn. Đáp án là đặc sản của tỉnh Bắc Giang. Lạng Sơn thì cũng có vẻ hơi gần gần hơn Tây Ninh đúng không? Dạ. Vải thiều Lục Ngạn to hơn và có hương vị đặc trưng khác hẳn với vải thiều ở những vùng đất khác. Khi chín, vải thiều Lục Ngạn có màu đỏ tươi, hạt nhỏ, cùi dày, ngọt sắc và giàu chất dinh dưỡng. Cùi bên trong quả vải thiều là một nguồn chứa vitamin C, vitamin B và các dưỡng chất như sắt, kali, mangan, chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ khỏi các loại ung thư khác nhau cũng như các bệnh thoái hóa. Câu hỏi đầu tiên không có bạn nào trả lời đúng hết. Bây giờ mình sẽ nhờ Triều Dân mở một từ khóa giúp hai bạn đó nha. Ok chị. À, vì em là Tam Triều Dân mà cho nên em sẽ số 3. Tam Triều Dân mở số 3. Ta-da!
Wow. Nhạc như cái khẩu vị của em hay là nhạc như con người của em? Không chị, không nha mọi người, đừng nhầm lẫn. Nhạc ở đây chính xác là khẩu vị, còn em là không thể nhạc được. Còn em là rất mặn. Bởi vì sao? Muối Tây Ninh mọi người. Muối Tây Ninh. Đúng rồi. Là biết mặn cỡ nào rồi đúng không? Đúng rồi. Em thích ăn nhạc là bởi vì em nghe ăn nhạc đó, ăn bình thường nó sẽ tốt cho sức khỏe, healthy hơn. Còn mình ăn mặn quá này, ăn ngọt quá này, ăn chua, ăn cay, nói chung cái gì mà đậm nhiều quá thì lâu ngày sẽ làm cho mình bị quen dần với cái mùi vị đó. Nên là em nghĩ là ăn ở mức mà nhạc ở đây là một cách rất là nhạc mà trong sự khoa học. Dạ đúng rồi, đúng khoa học. Vậy đây là một cái gợi ý nhỏ nhỏ cho hai bạn, lát mình nấu ăn thì mình gia giảm gia vị một chút xíu để cho vừa vừa thôi, rồi mình bỏ thêm nước mắm hay là nước chấm gì bên cạnh á, nếu mà cần thêm vào thì sẽ phù hợp hơn. Nha. Dạ. Rồi bây giờ đến với câu hỏi số 2 nè. Trái gì nghe tên không bao giờ thiếu? Không bao giờ 10 giây bắt đầu. Ui em biết nè. Phải nghĩ nha, nghĩ vào nhiều hướng vào. Sao mà anh hoang mang quá vậy? 3, 2, 1. Hết giờ. 12 bạn đưa bạn. Fan. Em nghĩ là chính xác không? Em nghĩ là chính xác. Vậy thì là chính xác, đang không thiếu là đủ chứ gì nữa. Ủa sao đơn giản quá vậy? Rồi, phần chiến thắng đã thuộc về Tài Đức trong câu hỏi số 2 này, và mời bạn lật mở một từ khóa nha. Em chọn số 2. Từ khóa số 2 xin mời. Nước chị em. Cái nước gì mà lạ lùng vậy em? Hồi nãy em chia sẻ lúc đầu với chị Thu rồi đó. Nhà em thì chị hai em rất là chăm sóc cho em. Thì đó, đồ ăn là chị nấu, nước là chị làm. Chị hai em chuyên nấu ba cái loại nước. Nha đem nhất luôn này. Nhất Nhiều Hoàng Một Yến và Tam Triều Dưỡng Nhan, nghĩa là lấy luôn cái tên của ba chị em để đặt cho ba loại nước này luôn. Từ cái câu chuyện đó thì cũng được gọi là lan truyền đó. Và bắt đầu thì thôi thì nấu cho em uống thì thôi nấu cho mọi người uống luôn đi. Đó thì câu chuyện từ đó chúng ta có một cái thương hiệu nho nhỏ từ gia đình của em, và kinh doanh nho nhỏ cũng được vài tháng rồi ạ. Dạ thưa quý vị, vừa rồi là một phút quảng cáo nho nhỏ cho dòng nước chị em đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta đến với một thử thách cuối cùng để Quốc Phong có thể gỡ lại. Và thử thách đó là gì? Mời quý vị khán giả chờ trong giây lát. Và đây là thử thách. Ở trên này có một bảng gồm rất là nhiều chữ cái và chữ số. Và sẽ tùy thuộc vào cô gái xinh đẹp, cô ấy sẽ thích chữ gì hay là số gì thì cô sẽ hô to cái số đó hoặc chữ đó. Thì hai bạn phải ngay lập tức chạy lên và phải giành giật để có thể khoanh được cái chữ đó bằng cái màu viết của mình. Sau 1 phút 30 giây, ai khoanh được nhiều hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng. Sẵn sàng rồi phải không? Sẵn sàng. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Ba. Số 3 rồi. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, ôm nhau luôn trời chị. Trời ơi. Tiếp em thích trời ơi nè. Ui. Trời ơi, có vẻ nhanh tay lẹ mắt đó. Hát. Đấu tranh nào. Trời, quá cái giờ quá xa ra. Mệt không? Một đó mà. Choáng rồi. Tại em làm người ta choáng. Ok, V. Méo, hơi méo rồi nha. Trời ơi, hai bạn chơi đẹp quá ha. Có khi nào chơi xong trò này hết nấu được đồ ăn không chị? Đúng rồi, mất sức đúng không? Em. Nhanh tay lẹ mắt đấy. Còn 15 giây nữa thôi nè. Gì vậy? Từ bỏ luôn hả? Ấy là lên cho nó mới định thần ra hả? 5 Ok. J 3 2 1 Hết giờ. Wow. Cố gắng. Rồi, bây giờ chúng ta đến với phần kết quả nha. 1 màu xanh, 2 màu xanh, 3 màu xanh, 4 màu xanh. Có 4 màu xanh, còn bây giờ chúng ta sẽ đếm thử có bao nhiêu màu đỏ nha. 1 màu đỏ, 2 màu đỏ, 3 màu đỏ, 4 màu đỏ, 5 màu đỏ. Cái màu đỏ này là sai nha. Cái màu đỏ này là chữ L mà là Triều Dân đọc là số 1. Dạ, số 1. Và chúng ta có 5 màu đỏ và 4 màu xanh. Vậy phần chiến thắng đã thuộc về bạn Quốc Phong. Chúc mừng. Chúc mừng bạn. Mời các bạn trở lại phòng khách nha. Chúc mừng Phong đã giành chiến thắng trong thử thách vô cùng cam go với rất nhiều sức lực.
và mang quyền mở từ khóa cuối cùng, đó là từ khóa số 1, hết thương vì ăn. Ai dành ăn em hả? Em hết thương người đó luôn hả? Thì em với chị hai em cũng vậy. Đôi lúc những cái giá trị rất nhỏ, ví dụ như là món ăn chẳng hạn, là chị em tương tàn, chị em hả? Xào xáo nhẹ với nhau. Bởi vì em có một cái món mà em gọi là nằm trong danh sách loại của em, cái món đuông dừa á chị. Đuông dừa nước mắm bỏ vô chén nước mắm của ớt không mọi người. Em ơi, em ơi. Nhưng chị gái em thích đam mê. Wow. Không phải là thích mà là đam mê luôn chị. Từ đó là bắt đầu hai chị em mà cãi lộn, mới vô là bắt đầu kiểu có món đó là thấy là bây giờ gọi không gọi là một cả một vấn đề nan giải. Nhiều khi là cãi nhau xong mà không ăn nữa đứng lên đi về. Xong mà quán nhìn mình như kiểu là nói chung kẻ thù, thật sự đó là hết thương vì ăn là như vậy. Chính con đuông dừa đã tạo nên từ khóa hết thương vì ăn, đúng không? Từ khóa số 1 cũng là từ khóa có huy hiệu thần bếp. Chính vì vậy mà Phong sẽ có được một quyền ưu tiên, đó là nhờ triều dân giúp đỡ em một cái gì đó. Tạm thời hai bạn hòa nhau, tỷ số là 1-1. Chúng ta sẽ chơi một cái game trí tuệ. Trí tuệ. Quảnh tù căng não, đó là quảnh tù tì. Chị, bây giờ nhưng mà em có ý kiến mình quảnh tù xì bằng chân được không? Đếm 1, 2, 3 là hai người phải quay lại phía sau. Nhưng mà ví dụ như quay lại để coi luật chơi đó nè, cái kéo đó nè. Vậy là thành cái kéo. Rồi. Ok. Dặm xuống một cái là thành cái búa. Cái búa. Còn cái bao. Bao xòe ra cái bao. Bây giờ chúng ta chỉ có một lượt chơi thôi nha. Một ai thắng sẽ được quyền chọn món. Và ai thua thì sẽ được chọn bếp. 3, 2, 1. Rồi, cái này là cái búa, này là cái bao. Ủa, đúng rồi. Vậy là anh thắng. Vậy cái bao, vậy là phần thắng thuộc về bạn Quốc Phong. Một lần nữa chúc mừng. Bây giờ đây có hai món ăn nè. Phong sẽ được quyền chọn một trong hai món: bún cá lóc hay là gỏi đu đủ. Dạ, em xin phép chọn gỏi đu đủ đi chị. Gỏi đu đủ ha. Vậy là món bún cá lóc sẽ thuộc về Tài Đức. Rồi bây giờ mình đến quyền của mình nè. Quyền của mình là quyền được chọn bếp. Một trong hai gian bếp của chương trình, đó là bếp trái và bếp phải. Mỗi bếp sẽ có một cái thử thách nho nhỏ. Bây giờ mình chọn xem là lát mình sẽ nấu ở bếp nào thuận tiện hơn nha. Em sẽ phép chọn gian bếp bên trái. Chọn bếp trái ha. Vậy bếp phải sẽ thuộc về bạn Phong. Vậy là chúng ta đã kết thúc phần 1 của chương trình mang tên Khám phá khẩu vị ngôi sao. Và mời Triều Dân cùng hai bạn sẽ đến với phần 2 của chương trình mang tên Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với phần 2 của chương trình mang tên Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Và để chinh phục khẩu vị của Triều Dân thì bây giờ hai chàng trai điển trai cao to đã sẵn sàng trong bếp. Cùng với những thử thách nho nhỏ đây. Bạn Phong sẽ có thử thách là nấu ăn ở trong cái thảm gai này. Một tấm thảm rất là nhẹ nhàng và chỉ được di chuyển trong này. Rồi mời bước nhẹ xem có êm ái không. Trời ơi. Êm ái ha. Rồi còn bên này. Một chàng trai chân dài cao to sẽ không phải đứng, ngồi ở trên cái bóng yoga này, vừa ngồi vừa nấu thôi, đơn giản nhẹ nhàng. Ôi, quá trời chương trình của mình đi. Sao mà có thể nghĩ ra được những cái thử thách này? Đó, em ngồi ổn không? Ổn chị. Ổn phải không? Trời ơi, gương mặt ổn. Ổn. Phải cam chịu rồi. Rồi, đến phần của Triều Dân thì trên một vài nguyên liệu của các bạn sẽ có một vài cái thử thách. Để nhờ Tam Triều Dân vượt qua cái thử thách đó thì các bạn mới được dùng cái nguyên liệu đó. Cho mấy ảnh nấu liền đi chị. Thử thách nhẹ nhàng thôi, mời hai bạn nấu liền. Và bây giờ mời Triều Dân về bên phòng khách. Okay. Chúng ta tiếp tục tâm sự. Mọi người cố lên nha. Dạ. Chị Thu ơi, em cần sử dụng nguyên liệu là tép á. Nhưng mà em muốn lấy được nguyên liệu tép thì khách mời phải thực hiện thử thách hát 4 bài hát bất kỳ có nhắc tới 4 mùa trong năm, xuân hạ thu đông. Trời ơi, cái vốn kiến thức về âm nhạc của em nó nhiều chị lắm. Chị sẽ nhắc em. Ồ, okay. Nhiều lắm hả? Chị tưởng là chị nhiều lắm trong ngoặc kép. À, ngoặc kép. Ok, 2, 3. Nhưng mà chị phải nhắc em nha, tại em không biết ạ. Ok, chị hát cùng em ha. Dạ, ok, 2, 3. Xuân xuân ơi xuân đã về, có đâu về nào vui như ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng rơi ở đó mùa xuân. Là em xin một thử thách luôn đó. Không này là em sẽ rất là tốt mùa hè nè. Hè sang thu tới. Hè cái này là mình vừa đọc hay là mình vừa đọc? À rap, ok. Hè sang thu tới. Yeah. Yo, yo. No, và anh chưa yo, yo, yo. Khung trời trong lành. Yo, yo. Như mây trắng. Ờ, như đó. Ok, có hè nè mọi người. Yo, yo, cảm ơn. Có hè đúng không? Dạ. Bây giờ tới thu nè. Nhiều quá à. Mà bây giờ tự nhiên bỗng chốc á, cái kiến thức về âm nhạc của mình chưa có được trỗi gì lắm. À. Bây giờ có một bài này chị nhắc em là Nhớ mùa thu Hà Nội. Hà Nội mùa thu. Hà Nội mùa thu. Cây cơm nguội vàng. Cây cơm nguội vàng. Cây bàng lá đỏ. Cây bàng lá đỏ.
Có mùa thu rồi nha mọi người. Xuân hạ thu rồi nha mọi người. Thiếu mùa đông nè. Mùa đông không lạnh không? Chiếc khăn gió ấm cũng được, cũng liên quan. Tại nhưng vì chỉ có mùa đông không, chỉ có mùa đông mới quàng chiếc khăn gió ấm thôi, chứ không có cái mùa nào mà quàng chiếc khăn hết được chấp nhận. Ở bên kia lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá, chị cũng lạnh lên. Trời về đêm chắc về đêm chợ đêm lạnh dần dần. Và em, và em giờ đang chìm, giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Êm đềm xong, ok. Tạm vượt qua thử thách đầu tiên với 4 bài hát. Rồi bây giờ có bạn nào cần một nguyên liệu chị nào khác nữa không? Bây giờ em cần cà chua á chị, nhưng mà này chị Dân thì cần phải là chân mang đôi kè kheo xây vòi vôi 5 vòng và mang gia vị từ phòng khách đến giúp em. Có khi nào em chơi trong trò này tới sáng mai đồ ăn mới có không chị? Đó, đứng yên xoay vòi vôi 5 vòng, cúi xuống và xoay. Thôi chị, em yếu lắm cho em xoay vòng vòng thôi được không? Em xoay vòng vòng nhưng phải dễ thương nha, chị phải công nhận dễ thương chị mới chịu nha. Ok ok. Rồi, dễ thương quá. Một vòng đổi biểu cảm nè. Biểu cảm đáng ghét nè. Không, cứ mỗi lần em quay lại em sẽ làm một gương mặt khác. Đúng rồi, đó. Ok. Biểu cảm ghê rợn thưa quý vị. Bây giờ tới giờ vòng thứ tư nè. Tức giận nè, đổi hơn nè, đúng không? Biểu cảm cuối cùng. Yeah! Chiến thắng, yeah! Chưa đâu em giờ. Bây giờ là bây giờ em phải đi tìm cà chua. Trời ơi, hí. Hí. Đảm bảo an toàn cho chị nha em. Một đầu tiên thế thứ hai nè. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Em không nghĩ là có một ngày nào đấy mà tự nhiên có một người đàn ông mặc đầm tím dìu dắt em như vậy đúng không? Một người đàn ông mặc đầm tím. Mang về cao gót nha. Nhưng mà giả bộ rồi, tới nước này rồi, người đàn ông của đời em ơi, hãy nói cho em biết cái trái cà chua cuối cùng nằm ở đâu vậy? Cái trái cà chua người đàn ông mặc áo tím cho em biết là cái trái cà chua nó nằm rất xa chỗ này. Nó ở đằng đẳng đẳng kìa. Trời ơi. Có khi em trái cà chua trong hình có kìa, em lấy được không? Sao vậy? Chị sao vậy? Trời ơi là trời, người chị của tôi rất yêu thương nhau đúng không? Đó, giờ đây. Ta-da! Anh ơi, em kiếm được cà chua cho anh rồi. Nè, bây giờ mình phải đưa các bạn nữa. Hãy để em sẽ trưởng thành từ giây phút này. Đúng rồi, mời em. Hey. Phải tiền, phải tiền. Tôi túm cái áo được không? Ta-da! Yeah! Trời ơi! Chúc mừng, chúc mừng. Rồi, chị đưa em về. Trời. Chị hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng để đảm bảo an toàn cho em. Mình bỏ đi ra, mình đi cho nhanh không chị? Ừ, được nha. Trời ơi, quá trời luôn. Chương trình thật sự. Chị Hà Thu ơi, em cần sử dụng nguyên liệu là đu đủ á. Thử thách là bịt mắt và chọn một trong năm muỗng gia vị và bỏ vào ly nước cam và uống hết ly nước cam đó. Trời. Trước tiên chị xin phép được bịt mắt em lại hả? Rồi, đây sẽ có 5 cái muỗng gia vị. Nè, bây giờ chị sẽ chỉ 5 cái muỗng nè. 1 nè, 2, 3, 4, 5. Đó, em chọn muỗng số mấy? Em vẫn trung thành với số 3 đôi cuộc đời. Em là số 3 là cái số mức của em rồi. 8 triệu dân mà chị. Đâu? Ha. Em là 8 triệu dân cho nên là 1, 2, 3. Đó, 3 chọn nha. Chọn cái số 3. Trời ơi. Chị á. Em nếm luôn không? Chị từ từ. Em chắc chưa? Dạ. Chắc rồi phải không? Dạ. Thì cho em suy nghĩ lại đó nha. Dạ không, nghĩ lại số 3. Số 3 ha. Rồi. Nè. Mình nếm thử cái nè. Mạnh mẽ lên nè, trưởng thành lên nè. Chưa ai thấy uống ly nước cam mà đau đớn vậy luôn trời. Uống hết nước cam tốt cho sức khỏe. Rồi. Tèn tèn. Chị sẽ cởi bịt mắt ra. Ủa cái gì vậy chị? Một loại nguyên liệu em đã chọn là đường. Nhưng mà tại vì nãy chị sợ ngọt cho nên chị không có đánh tên. Chị sợ em uống ngọt quá uống không được. Ủa em quá xuất sắc luôn. Xuất sắc dữ. Chị không nghĩ là trong tất cả đúng là 3 triệu dân đem lại may mắn cho em đúng không? Dạ. Chị Hà Thu ơi, bây giờ em cần dùng mắm để làm nước lèo ấy. Thì bây giờ là khách mời cần phải là nhìn vào 3 bức hình và cho biết đáp án của bức hình này là gì. Coi như là thử thách mà không rớt một nhịp, không trượt một nhịp luôn á. Không trượt một nhịp nào. Không trượt một nhịp nào. Bây giờ để nhịp tiếp theo nha em. Cái nhịp tiếp theo là em nhìn vào hình và em đoán được xem cái ý nghĩa của bức hình này là gì. Trong bức hình của chúng ta có 3 nhà, cái chân, một cái nhà và một cái bức tường thành xung quanh. Chân thành. Chính xác. Chân thành. Đúng được cái đầu tiên, đó là đáp án chân thành. Dạ. Rồi.
khoai lang, khoai lang mà ruộng bậc thang. Lang thang. Lang thang chính xác. May quá. Cái cuối cùng nè, ý nghĩa của bức hình này là gì? Cắt xì là cảm rồi đó. Bây giờ mình tập trung vô cái này. Nói đồng tiền cảm cái tôi xỉu liền nha. Sao chị biết em? Bỏ tiền ra đồng cảm. Yeah. Thưa quý vị, con em tôi trưởng thành rồi, bỏ được chữ tiền rồi. Đồng cảm. Chúc mừng em đã giúp các bạn hoàn thành các thử thách để mà có các phần nguyên liệu cho hai món ăn. Hai bạn ơi, bây giờ mình đầy đủ nguyên liệu rồi. Hai bạn nấu ăn thì ngon nha. Cố lên. Rồi, bây giờ mời em đang nghỉ ngơi chút xíu. Mời em. Quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Và đây là phần được mong đợi nhất, phần ăn. Rồi bây giờ qua bao nhiêu chông gai thử thách thì thành quả đã nằm ở đây. Yeah. Còn chơi gì nữa? Còn chơi gì nữa, chờ em thôi đó. Cảm ơn hai anh đã làm hai cái món mà em rất là yêu thích. Thì không còn chờ gì nữa, em xin được phép. Theo chị thì em nên thử món nào trước? Ở đây chúng ta có món nước và món khô. Chúng ta nên bắt đầu từ cái khô, món gỏi đu đủ trước. Dạ, rồi em xin phép nha. Ồ, gỏi đu đủ với tép cũng lạ ha. Dạ. Cái món này có phải là món em hay ăn ở nhà không? Nếu mà người miền Tây á, thường thường thì người ta sẽ thấy món này nhiều. Tại vì ở miền Tây nhiều xong ngòi và gạch đó thì mình sẽ bắt được những con tép nhỏ nhỏ như thế này rất là nhiều luôn. Là về mình làm gỏi đúng không? Đúng. Em đã thưởng thức món này nhiều rồi và bây giờ em thấy món này của bạn làm như thế nào? Em thấy là cũng êm đó. Bây giờ em sẽ ăn từ cái cuốn. Cuốn khá là chắc tay nha anh nha. Chấm vào chén nước mắm. Wow. Mấy kiểu mà chấm kiểu cách vậy là hơi mặn lắm, hay kiểu bị chấm lố lắm. Thơm nước mắm quá. Đó, em nhẹ nhàng đưa vào miệng. Mà em mạnh dạn cắn. Theo như là em cảm nhận thì khá là như cái mong muốn của em. Đó. Có cái độ ngọt vừa vừa của đu đủ. Rồi có cái độ giòn giòn của tép. Nghĩa là tép ảnh làm rất là giòn nha. Riêng cái món này là ăn là chết người hay không là ở chỗ để chấm. Đúng rồi, là quan trọng đúng không? Dạ đúng rồi. Một miếng nước trước khi chúng ta chương trình thật là chu đáo. Bây giờ mình thử một miếng bún cá lóc nha. Thơm. Em xin phép được húp nhẹ một muỗng nước. Thôi em ơi, tỉnh lại. Mình nhận xét đã rồi mình xỉu sau nha. Tức á, em tức á. Tức hả? Giận á. Chị thấy cái biểu cảm của em, chị tò mò quá đi. Vô chị, vô. Trời ơi. Cái nước này á, ngọt. Vừa giống như ý em. Không bị gọi là nhạt vừa. Gọi là vừa ý em. Vừa ý em đó. Đó, em lấy nhẹ một miếng cá, em xoắn nhẹ một miếng bún. Nó. Wow. Êm lắm chị. Em chỉ hấp nước là chị thấy vô rồi đó. Đây là một trong số những cái ký ức tuổi thơ hiếm hoi của em. Tại vì em ở với nhà thì cũng một khoảng thời gian không có phải là dài lắm. Nên là cái khoảng thời gian được mẹ chăm sóc thì mẹ thường xuyên là làm hai cái món này. Ngày hôm nay được hai anh làm lại cho cái món mà em rất là thích là gỏi đu đủ và bún cá lóc. Thì em thấy công tâm nha. Là mình thấy là cái vị cũng êm. Chung mà mình không biết nấu mà người ta nấu cho mình ăn rồi mình phải kiểu phải biết ơn chứ. Mình biết ơn rồi và sau cái giai đoạn biết ơn đó mình sẽ phải mạnh mẽ lên, chọn ra một món mà mình cảm thấy là ngon hơn chút xíu, sẽ quyết định người đó là người thắng cuộc nha. Để công bằng mà nói thì ngày hôm nay em thấy rằng là cái món bún cá thì mất nhiều công sức hơn nè. Vậy là món bún cá lóc đã mang chiến thắng về cho bạn. Tài Đức chúc mừng em. Yeah. Cảm ơn anh. Mời các bạn ra phía trước mình nhận giải của chương trình nha. Ừ.
Vâng, sau phần thưởng thức hai món ăn rất là tuyệt vời thì bây giờ đến phần trao giải dành cho người chiến thắng. Đây, Thana, cảm ơn anh hôm nay đã nấu cho em một cái món em rất là yêu thích, đó chính là bún cá lóc. Và anh rất là xứng đáng với giải thưởng nắp chiều giải thưởng giải nhất. Và phần thưởng của bạn mới này là... Cảm ơn anh một cái bánh tay. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã làm cho em một cái món gọi là gỏi đu đủ, đúng không? Em biết là cái này nó cũng rất là vất vả để làm được. Cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, cảm ơn Đam Triều Dân đã đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Cảm ơn Phong nè, cảm ơn Đức nè đã mang tình yêu thương đến với Triều Dân cũng như hai món ăn rất là tuyệt vời đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.